Vâng, giới thiệu với tất cả anh em mọi miền Tổ quốc. Và hôm nay chợ đồ cổ Kinh Môn là không tổ chức tại quán cà phê Alex mà tổ chức tại nhà anh Vũ Mạnh Hà. Là lý do là hôm nay là tổ chức kỷ niệm 3 năm thành lập câu lạc bộ đồ cổ đồ cũ đồ xưa tại thị xã Kinh Môn, và hôm nay tổ chức tại nhà Vũ Mạnh Hà đây. Khu vực này là khu vực để đồ cổ nhá. Vâng, và bây giờ là Hà Phong là cũng phát trực tiếp rồi, là anh em vào kênh fanpage đồ cổ Hà Phong nhá. Còn vào chiêm ngưỡng này thì vào kênh chợ đồ cổ Kinh Môn nhá. Vâng, giới thiệu với để tất cả anh em ngoài miền Tổ quốc thì là bây giờ là các anh em trong câu lạc bộ cũng như là các khách mời là đã đến gần như là đông đủ, thì anh em trong câu lạc bộ đã bày biện các gian hàng của mình xong hết rồi. Đấy, chỉ còn một số anh em đã đến muộn thì đang tiếp tục bày. Rồi, chào nhá. Đúng rồi, cha có dám nhận không đấy. Có mấy món thôi, hôm nay không được ca này. Trong là 500 cây, còn xíu tay là lạnh tuyệt đối nhá. Lạnh tuyệt đối. Ô thế lạnh tuyệt đối. Mà ngày xưa cháu ô cô con này như thế mẹ. Cái bạn đóng cửa này để anh hỏi nhé, để anh hỏi, để anh đo miệng 14 cm kia Hoàng, miệng 14 cm, cao tầm 10 cm. Kia Hoàng ơi, cái âu này là 3 triệu, kia Hoàng 3 triệu bao ship, lành tuyệt đối, lành không tì vết, đen và nguyên si. Cái này là trần lên, tròn tít, tròn tít. Tròn tít kia Hoàng, tròn tít ạ, tròn tít nhá, không méo, không méo đâu, 14 cm cao 10 cm, không méo, tròn tít, nguyên lành hết, 3 triệu kia Hoàng nhá. Ngay là lên một là đồng đá đúng không? Có bắt tay anh à? Thì chúng anh chưa có tiền. Ba cái bát chủ động. Anh hỏi chú xem là chuẩn giá bao nhiêu? Bắt trước thứ ba cái bát chủ động. Trồng cô hồn nhé. Ba cái bát chủ động lành. Thôi rồi nữa ơi. Cho anh. Em á? Em mua rồi. Em đã rồi. Ba cái bát chủ động lành. 5 cái hả? 5 trước hả? Tùng Hạc, Tùng Gò rất nhiều luôn. 15 sen, 15 sen. Một siêu phẩm, một sông siêu phẩm đã lật. Hào điểu thi đầu bằng mỹ dập, chim và lá nằm ở sân. Lá gai, chim to lá to, chôn hai chữ. Lá gần. Đấy, anh nào yêu siêu phẩm này thì comment cho Hà Phong, comment cho Hà Phong. Đấy, xuất sắc. Hôm nay em sang xuất sắc. Anh được xuất sắc hơn. Em chào anh Dục Bông Hoa, Mã Niêu, Mã Niêu Trường An, Tùng Hạc Diên Niên, Đĩa Học Trò, Thả Diều, Minh, Phúc Đan Đan, Minh, Minh, trong ngoài cái năm nước tổng bảy hạt, đôi kính bảy xuân rẻ hạt, đôi đôi Minh, Phú Lập. Đầu 13 kiểu là chuẩn cổ. Đấy, đẹp xuất sắc, nghiền xuất sắc luôn. Đồ này đúng đồ của bác Lộc đây, đúng đồ miền trong đây. 13 kiểu là xuất sắc luôn, lành tuyệt đối, nghiền như ngọc. Đồ đồ như ngọc như ngà, đồ như ngọc như ngà. Đấy, Hà Phong cô ạ. Đúng, bây giờ tôi bạn gửi về Facebook nhiều lắm nè. Cao mười mấy sen anh bán, 11 đấy, 12 sen à? Chú anh em rồi lên sách và đâu biết đường gần rồi chú. Cao 12 sen thôi. Đèn dầu, đèn nạc ấy, đèn nạc nhưng chưa hề sử dụng các anh nhé. Bán cái đấy, cái này chưa hề sử dụng này, chưa hề sử dụng này. Cái này là nguyên bản nhá, cái này còn nguyên si. Các cụ vẫn chôn ở dưới lòng đất, chưa hề sử dụng một lần nào. Đồ quá xuất sắc luôn. Đấy, men xuất sắc, men ngọc nhá. Cái đèn là lạc này Hà Phong giao lưu là 2 triệu, 2 triệu, men xuất sắc. Chơi trần, 3 chân. Cái này nó bị sửa mất một phần của chân rồi, đâu lành hết, đâu lành hết. Có cầm 1-2 điểm ở miệng này. Đấy. Men C nhé các anh nhé. Anh em nào mà ưng hiện vật nào ấy thì lên tiếng với lại Hà Phong nhá, ở trên fanpage đồ của Hà Phong. Cái an trần này hiếm lắm. Cái an trần hiếm lắm. Cái an trần này 6 triệu các anh nhé, 6 triệu. Con năm này 6.8 triệu anh nhé. Lộng này 6.8 triệu. Cụ rồng kim quy. Đấy. Men vàng chanh. Chỉ có cầm mép này thôi. Đã được 1 đồng. Không tóc tách, không ôm dập gì. 14 sen. Cái này 3 triệu bao ship các anh nhé. Cái này nành bây giờ phải tầm chục. 8 triệu. Đấy, cụ rồng nhá. À, cụ rùa đắp lối. Cụ rùa đắp lối này. Đấy. 3 triệu. Đấy. 3 triệu. Đến cái lọ Vạn Ninh này thì comment cho Hà Phong K45. K45. K45 nhá anh nhá. Lành tuyệt đối, lành trên 70. K45 chiếc lọ này lành tuyệt đối, men đẹp xuất sắc. Vẽ sơn thủy hữu tình, có cụ lá vọng câu cá này. Chiếc lọ này Hà Phong đang giao lưu là 6 triệu. 6 triệu bao ship toàn quốc. Tuyệt đối nhé các anh nhé. 3 chuẩn độ Vạn Ninh. Đấy, men tràm xuất sắc. Đây có một 3 chữ ký hiệu của chủ cũ. Đây một cụ Khương Tử Nha có cá trở thời đây. Anh em nào kết thì cứ vào fanpage đồ của Hà Phong và chốt nha.